Dạng như bánh canh của chị là bánh canh này là bánh canh Huế, là có chả mọc trứng hoặc là xương với giò. Thấy chị bán một tô bự vậy nè mà có 30.000 thôi à. Ui chị ơi, chị nấu ngon gì mà chị bán rẻ vậy? Nói ừ không tệ nó, ta bán nhiều bán chị bán vậy rồi, chỗ màu hết. Vậy đó. Không có bỏ ngày nào chứ, ngày nào sáng anh cũng ghé ăn tô, ảnh ăn với hành mối của chị luôn á. Mà ảnh ăn xong, ảnh thấy quán chị đông quá, ảnh còn dẹp tô phụ chị nữa. Mà chị nha, em nào mà lại đây nha, dễ thương nha, là chị chiều tới bến luôn. Chị Tinh Nhi, quán của chị bán bánh canh bột gạo, bánh bột lọc Huế. Địa chỉ của quán chị là 162 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh. Quán của chị bán từ lúc 6 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Mỗi ngày luôn, xuyên suốt luôn. Chỉ có ngày gầm 15 một hàng tháng là chị nghỉ thôi. Còn ngoài ra ngày nào cũng bán hết. Dạng như bánh canh của chị là bánh canh này là bánh canh Huế, là có chả mọc trứng hoặc là xương với giò. Giá của mỗi tô, tô nhỏ là 25, tô lớn thì 30, tô có xương đầy đủ thì 35, tô có giò đầy đủ thì 40. Cái tô mà đặc biệt á, là nó có giò, chả mọc trứng đầy đủ luôn 40. Còn miễn mà tô mà có xương, chả mọc trứng thì 35. Còn mà cái tô mà tô lớn chả mọc trứng không á là 30. Bánh canh này là làm từ bột gạo á. Cái này là chị không phải là chị làm mà chị đặt người ta làm. Người ta làm từ bằng máy chứ mình bán số lượng nhiều không có làm bằng tay được. Cái bột gạo này á thì nó có dẻo. Bột gạo này người ta sẽ pha rồi. Đúng bột gạo nguyên chất của mình á thì nó không có được như vậy đâu. Nấu hơi nó sẽ bở. Còn cái này nó hơi dẻo dẻo dai dai. Là người ta có pha miếng bột năng vô á, làm cho cái mình nó sệt sệt như vậy nè. Thả vô nó sệt sệt vậy. Có nhiều người không biết tưởng chị là bỏ bột vô nó sệt, thật sự không phải. Chị ngâm bột gạo vô vậy là hơi sệt ra chắc bột gạo á, rất là ngon. Bán từ 6 giờ sáng xuyên suốt tới 8 giờ cỡ 150 cái bánh canh. Có bữa hơn, có bữa thứ bảy chủ nhật thì hơn. Chả của chị là chả từ thịt rồi chị hấp rồi chị chiên lên vậy thôi. Mà ăn kèm với cái bánh canh này rất là ngon. Như nhiều người á, thì người ta thích chả cá, ta tưởng cái này là cá. Thấy chị chiên như vậy tưởng cá, thật sự không phải là cá. Ăn kèm với bánh canh rất là ngon. Chả với mọc nhà tự làm, tự thịt luôn. Rồi cái mình dắt, cái mình luộc lên, cái mình thả ra đây, luộc chín lên. Còn này là mình hấp xong mình chiên. Chủ yếu là chị bán chả mọc nhiều hơn là xương giò. Tại xương giò chị bán cái giá này là không có lời. Mà dạng như nhiều bạn thích ăn xương giò, yêu cầu chị bán vậy thôi. Ngày giỏi lắm 40-50 kg thôi à. Hồi đó chị mới ra bán đó, chị đâu có bán xương giò đâu. Chị chỉ bán chả với mọc thôi. Rồi từ từ khách ăn quen rồi người ta đòi xương giò, chị mới bán xương giò. Chứ thật sự cái món này không à, là người ta bán chả mọc thôi, không có bán xương giò đâu. Chị bán năm 2015 tới giờ đó em chắc được 8 năm rồi đó. Cái món này không phải là chị là người miền Tây, chị đâu phải người Huế đâu. Cái món này là món Huế mà. Mợ của chồng chị á, là người Huế á, mợ chỉ mình nấu bán á. Chị người miền Tây đâu biết nấu món này. Từ từ rồi người ta ăn quen, người này giới thiệu người kia rồi chị mới bán được như ngày hôm nay. Chị nấu chỉ có nấu từ xương giò thôi. Xương giò cái bỏ xương nước ngọt vô thêm thôi. Chứ ngoài ra đâu có nấu để gì vô nữa đâu. Đó chị chỉ nấu vậy thôi. Có nhiều người á, người ta sợ đồ phong đồ đồ á, cái người ta hỏi chị rồi có đồ này nọ không. Không, cứ nấu xương giò rồi mình nêm nếm gia vị vậy thôi à. Đơn giản à. Thì cái sệt sệt á, từ bột gạo nó ra, chị thả bột gạo vô trực tiếp luôn. Rồi nó sôi lên, nó sôi nhiều lên thì nó ra cái chất bột gạo nhựa nhựa ra vậy đó. Tại vì chị bán quen rồi, chị bán số lượng nhiều quen rồi, chị thả vô chị đâu có sợ. Chị đâu có sợ bánh mềm đâu, tại chị múc liên tục. Chứ cái bánh này mà em thả mà em ngâm vô lâu á, cái bánh nó sẽ mềm, ăn sẽ ngán. Còn như chị thả vô sôi lên chị múc bán liền à. Thả vô múc lên liền, ăn liền rất ngon, là ngày nào ta cũng ăn. Có cái anh đó không có bỏ ngày nào chứ, ngày nào sáng anh cũng ghé ăn tô, ảnh ăn với hành mối của chị luôn á. Mà ảnh ăn xong ảnh thấy quán chị đông quá, ảnh còn dẹp tô phụ chị nữa. Cái quẩy này là 5.000 cái. Bánh này ăn kèm với bánh canh không? Bán rẻ rẻ cho người ta ăn. Chị nấu nghe rất là kỹ càng nghe, chứ không có phải nấu tầm bậy mua đồ tào lao đâu. Chị mua xương nóng đàng hoàng. Mấy chị này rửa là phải ngâm nước muối cho chị, chứ rửa mà không ngâm nước muối chị cũng không chịu đâu. Tuy quán chị thì nó nhìn nó bề bộn tại đông quá, không có dọn được. Có nhiều người lại quán chị nói là Ui sao chị bán ngon mà chị bán rẻ vậy? Chị nói mình đâu có thích bán mắc đâu, mình chỉ thích bán bình dân thôi. Đồ chị là bán hết trong ngày, là sáng lại là đồ nó giao tiếp tục cho chị, là 3-4 giờ là đồ mới hết luôn, hoàn toàn. Không biết cái niềm vui là gì nữa, chị phải như là chị buôn bán thôi, chị không có thích nghỉ đâu. Chị thích bán, chị bán như chị thích bán gì đam mê vậy đó. Thấy ghé mấy bạn ghé ăn hoài, ngày nào cũng chiều về cũng ghé ăn hết trơn à. Có mấy bạn cứ lại đây là nói chị ơi sao chị bán gì, sao chị lời, chị lên giá đi chị, chị cứ lên giá đi chị, em thấy chị bán rẻ lắm á. Nó không, thôi kệ, nó chị thích bán rẻ thì cho mấy em ăn thôi. Thấy chị bán một tô bự về nào mà có 30.000 thôi à. Ui chị ơi chị nấu ngon gì mà chị bán rẻ gì. Nói thôi kệ nó, ta bán nhiều bán chị bán vậy rồi, chỗ màu hết. Vậy đó. Hồi đó mấy em ở đây đi, mấy em đi về bển ở, đi qua quận 4, quận 7 ở, mấy em cũng quay lại đây ăn à. Còn có nhiều chỗ xa lắm, Đồng Nai đồ, từ Đồng Nai mà chạy lên đây ăn nữa. Như mấy người đó, như người ta đi ngang cái người ta ăn quen, cái lâu lâu cái người ta lên đây ăn hoài. Đơn giản vậy thôi, ăn với nước mắm vậy thôi à, bình thường thôi. Kèm ai ăn kèm bánh quẩy ăn vậy thôi. Không phải là mình chê lợi ích mà có cái lu bu không có người làm. Rồi bây giờ chị mướn nhiều người vậy đó. Mà chị vẫn mướn mấy chị người làm giá cao hơn cái chỗ khác luôn. Chị nói kệ nó, có mấy chị mới có mình chia sẻ nhau vậy đó. Mà chị nha, em nào mà lại đây nha, dễ thương nha là chị chiều tới bến luôn. Rồi người ta nói chị bán đắt quá rồi chảnh, không có đâu, không có đâu, chị không có chảnh đâu. Chị rất là bình thường, đông quá làm không kịp, rồi nhiều khi rồi tánh chị nó nóng tính vậy thôi, chứ chị rất quý khách chứ bộ. Trời ơi, khách của chị là cục vàng, chị cưng. Chị rất là cảm ơn mấy em, mấy chị đồ lại tới đây ủng hộ cho quán chị vậy đó. Nhờ mấy em chị mới được như ngày hôm nay vậy nè, đông khách nè, mừng chị rất là vui.